Rồi, hello, xin chào cả nhà. Đã quay trở lại cái kênh của em. Bây giờ em sẽ tiếp tục giới thiệu cho cả nhà một cái cưa lọng trĩ. Anh em sử dụng cưa này là rất ok nè. Cần chỉ mua cái cưa nội địa Nhật ha. Cái cưa nội địa Nhật nó dở hơn nữa. Cái cưa nội địa Nhật là anh em phải mua những cái cưa mà nó có thương hiệu thật nổi tiếng á. À, nó nằm trong một kiến như là của thằng à. Tức là nó đặc biệt cái chỗ là cái lưỡi cưa đó. Cái lưỡi cưa nó đặc biệt thôi. À, còn cái khung cưa nó thì anh em mua những cái này nó sẽ rẻ tiền hơn ha. Mua chia hàng bãi nó hơi phí. Mua cái này nó sẽ tiết kiệm hơn. Và nó này nó làm cái cán á, rất là chắc chắn, làm rất là đẹp luôn, sơn rất là đẹp. Nó làm cái cán này là nhìn thấy là ok nè. Và cái tay cầm nó cũng bự, mình cầm nó cũng dễ, cứng cáp. Cái khung đó, cái chiều này nó sâu. Nó sâu nè, sâu lòng, mình dễ thao tác ha, dễ cắt sâu vô hơn được. Cưa lọng anh em có thể lọng lỗ tròn, uốn éo gì đó, làm mọc đi quay rất là tốt luôn. Và ở đây nó kèm theo ở đây là được thêm ba cái lưỡi cưa nữa, ba lưỡi nữa ha. Xe cua ba lưỡi, ở đây là một lưỡi và ở đây là ba lưỡi. Cái này chỉ giá của nó là 118.000, mã là 4023. 4023 giá 118.000, giá chưa có phiếu vận chuyển nha anh em. Anh em mua đơn hàng trên 300.000, dưới 2kg và chuyển khoản sẽ được miễn phí ship nha. Anh em khi là anh em chuyển khoản mới được miễn phí ship. Rồi, tiếp tục đây là một cái thước cuộn 10m của Stabila. À, Stabila là anh em biết rồi đó, hàng của Đức ha. À, cái này là nó 10m, ra rất là đẹp nha. Với cái này nó sản xuất tại Trung Quốc. À, tức là thằng Trung Quốc nó gia công Stabila.d. Chấm D tức là của Đức nha. Đây nè, D này nè, là của Đức. Đó, làm rất đẹp nha, hàng xịn nè. Thấy không phải là made in China, là hàng dởm thôi nha. Hàng này là của Đức đàng hoàng. À, đây, khi chúng ta sử dụng thì chúng ta bấm cái nút này qua đây. Đó, nó sẽ nhảy ra như thế này. Sử dụng xong thì nó cũng gắn lại. Đó, mở ra. Rồi, mở ra đây. Đây, cái này nó đặc biệt cái chỗ cái thước này tại sao nó mất tiền nha. Cái dây thước á nó làm rất là dẻo luôn, cực kỳ dẻo luôn ha, à, cực kỳ dẻo luôn. Đó, cái thứ hai nữa là thay vì những cái thước kia nó sẽ là chỗ này nó không có, tức là nó vẫn bấm cái loại một sợi là có thể là nó một cái chất liệu là bằng nhựa hay là cái gì đó. Ở đây nó bấm luôn một cái bằng kim loại rất là dày. Thường là nó sẽ hơn cái đầu này, nhưng mà ở đây nó bấm rất là dày luôn. Cái thứ hai nữa là trên cái này nó gạch luôn, nó đóng cái chia vạch ở trên này luôn, là nó chính xác 100%, là tức là mình đo ở đây là đưa vô là chính xác 100% luôn đó, thấy không? Và cái bảng ngang này nó chỉ có một ly thôi nha mọi người, có 1cm thôi nha, 1cm đó, lưu ý là chỉ có 1cm thôi cái bảng ngang, và đo được là 10m đó, 10m nha, của Stabila của Đức. Nhưng mà sản gia công thì China nó gia công. Cái này mua quà tặng là hết ý luôn, rất là đẹp. Rồi, cái này giá của nó là 550.000, mã là 0469. 0469 nha, giá 550.000, giá chưa có phí ship nha anh em, chưa phí vận chuyển. Cái này là anh em mua là anh em chuyển khoản là được miễn phí ship rồi đó, miễn phí ship luôn. Rồi, tiếp tục đây là một cái kìm mũi nhọn Nhật Bản, nội địa Nhật. Đây, cái kìm này là kìm nhọn với thiết kế đặc biệt hơn so với những cái kìm nhọn khác của người ta. Đây, đó, hàng full mới chưa sử dụng nha. Đó. Kích thước của nó là 150 x 50 ly. Cái này giá của nó 140.000. 140.000, mã là 6636. 6636 giá 140.000. À, chỉ có một cây duy nhất thôi. Rồi, quay lại đây là một cái bộ túi vít thử điện. Anh em có hỏi nhiều là có vít thử điện hay không. Đây thì bộ vít này của Vessel. Vessel Nhật Bản ha, nhưng mà nó sản xuất tại Thái Lan. Made in Thái Lan. Thì hàng made in Thái Lan nó cũng chất lượng nha. Tức là giống như là xe Honda mà sản xuất tại Thái Lan sẽ khác hẳn hơn xe Honda của Nhật sản xuất tại Việt Nam. Đây. Cái dòng này mới sau này thì nó có một cái gì nó làm không phải là con ốc nữa mà nó là một cái viên bi.
UV lăn như thế này để mà nó mặt cái tiếp xúc của mà nó sẽ nhiều hơn ha. À, tại vì thường cái cây kia nó lâu ngày nó sẽ bị sét ở trên này, nó không còn chạm vô, khi nó không có sáng đèn được. Người ta chế cái UV này thì UV này lúc nào nó cũng lăn, khi mình sờ vào nó lăn thì nó sẽ sáng đèn ở đây, sáng đèn ở đây ha. Ở đây nó có một cái bộ này, nó có là tổng cộng là 6 mũi BH1, BH2 dấu trừ, cái này là nó cái kiểu như nó khử á, khử ốc lên. Và đây là một cái nhũ nhọn ha. Gắn vô đây. Rồi, test tự điện. Cái loại này á, nó thiết kế sau này á, nhìn thấy nó an toàn hơn so với cái loại hàng nội địa Nhật, cái loại kia. Loại kia thì nhìn nó, khi mình test điện mình xác định nhìn thấy cảm giác là mà, nếu mà mình sơ ý mình chuột tay là xuống đây thì nó sẽ bị điện giật liền. Còn này nó làm cái thiết kế này, lưỡi này nó ngắn lại. Và cái này nó, chỗ này nè, ôm đây à, nó sẽ không có bị chống, nó làm cái sọc caro để mà chống tụt á. Rồi, bộ này giá 370.000, mã là 2225. 2225, 370.000, giá chưa có phí ship. Made in Thái Lan nha anh em. Về sale Nhật Bản, made in Thái Lan. Đây là một cái vít về sale nữa, về sale này tự động. Cái này đó mới nhìn đẹp lắm, chất lượng lắm, mà tại vì cái cây này nó bị rỉ sét á, làm như anh em chê, nhưng mà nó rất là tốt nha, để mở ra luôn nên anh em xem. Không có hề hấn gì hết, cái cán này cực kỳ dày luôn, cực kỳ dày. Nha, yeah, cực kỳ dày. Đây là nó đẹp. Dặn ngon lành luôn. Rất là tốt nha, không có bị gì hết. Mà chỉ bị cái nổ nổ cái lớp này thôi nè. Nhưng cái thân này nè, cái thân này nó làm rất là dày, cái loại dòng vít này á, dòng vít của thằng Vaseo, cái dòng này nè, cái thân này làm rất là dày chứ không phải là nó mỏng đó. Tại vì anh em thấy nó nổ nên em chê, tưởng là nó có bị sét, bị sét nó hư nha, nhưng mà xài rất là tốt nha, không có bị vấn đề gì hết. Đây nó kèm theo đây là 4 mũi cộng 1, cộng 2, cộng 3 và trừ 6. Giá 180.000, mã là 0622. 0622 giá 180.000 ha, giá chưa có phí vận chuyển. Rồi, quay lại một cái bộ tuấn vít đồng hồ, hôm nay sẽ giảm cho anh em 50.000 đó. Bộ này rất là hiếm, anh em kiếm không có ra đâu. À, hàng chuẩn xịn luôn. Chuẩn xịn của hiệu Niwa này, ông này ông chuyên về những cái này nè, những cái mà dụng cụ để sửa chữa đồng hồ, là ông Niwa này là ông chuyên gì đó luôn, những cái cảo các thứ là hàng này. Cái này nó chưa sử dụng luôn nha, hàng hoàn toàn chưa sử dụng. Niwa Made in Japan. Ở đây nó có còn bao nhiêu cây? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 cây. 16 cây gồm có dấu cộng BH1, cộng 1, cộng 0, cộng 0, 0 thì từ một cái thân dẹp nhỏ, cái thân lớn, và những cái lục giác 1.5, 2.5, 2.5, 3, 4, 5 ly. Và đây là dấu trừ. Đó. Anh em thấy nguyên một cái bộ này, bảo đảm cho anh em không được hàng, mua không có đâu. Hiếm gì lắm. Giá 550, mã là 2241. 2241 với giá 550.000, giá này giá chưa phí ship, anh em chuyển khoản sẽ được miễn phí ship. Tức là miễn chuyển khoản khi mà anh em mua đơn hàng trên 300.000 nha. Rồi, đây là một cái vít hai đầu. Hai cây chứ không hai đầu. Giống như là hai cây vậy đó. Nó tới tính ra là 4 đầu, tức là BH1, BH2, 4.5 và 6. Cán gỗ của Sunlast là đi Nhật. Đây, cán gỗ ha. Như này. Sunlast Made in Japan ha. Em gắn vô là sử dụng thôi. Nào. Một đầu cộng, một đầu dẹp. Đầu cộng, đầu dẹp. Cộng 2 trừ 6. Cái này là cộng 1 và trừ 4.5.
Giá của thằng này là 150.000, mã là 0605. 0605 với giá 150. Ha, giá này là giá chưa có phí vận chuyển nha anh em, chưa phí vận chuyển. Rồi, giới thiệu anh em thêm một cái thước cuộn Slant 7,5m. Là mã của nó là 0450 giá 200.000. 0450 giá 200. À, 7,5m ít gặp lắm. Anh em gặp thường là thước Nhật là nó 5m là cùng à. 5m, 5m rưỡi, cái này nó tới 7,5m à. Đó, có khóa đầy đủ ha. À. Rồi, giá 200, mã 0450 nha. 200 giá chưa có phí vận chuyển. Tiếp tục là một cái búa tạ. Cái búa tạ này hiệu Z nội địa Nhật nha, cái này nội địa Nhật hiệu Z, cái này mã là 4643, này bao nhiêu trăm gram đây, 0.9kg, cái này giá của nó 250.000. ba sáu bốn ba ha, giá 250.000, 250.000, 0.9kg cái búa này, hàng full mới luôn, chưa sử dụng. Anh em mua thêm một cái món gì nữa 300.000 à, chuyển khoản sẽ được miễn phí ship nha. Lưu ý là trên 300.000 và chuyển khoản mới được miễn phí ship. Tiếp tục là một cái thước cuộn nữa của Kydex. Kydex này, cái thước này xịn nè. Thước này nó để giá đây là 1.500 yên nè. Là nó khoảng 300 mấy chục nghìn. Nhưng mà cái thước này nó tiếc cái là cái này của thằng Tajima chứ, lộn, Tajima cực kỳ nặng tay luôn, cái thước này nó nặng bởi vì nó làm cái vỏ rất là dày ha, vỏ rất là dày và dây thước nó cũng dày nữa, dây thước nó dày lắm, bóng hới luôn. Có cái điều nó không có khóa, 5,5m nè, 5,5m, cái lực rút cho nó cũng mạnh nữa, thước xịn là lực rút nó rất là mạnh, tại vì cái dây thước nó quá dày. Đó. Rồi, giá của con này 150.000, mã là 0453. 0453 với giá 150.000 ha, 150. Giá chưa phí vận chuyển nha, cái này anh em mua về anh em tặng ha, tặng người thân rất là hợp lý luôn. Đó, người ta sẽ thích vô cùng. Cái thước nó làm một trời một vực, anh em đừng so sánh một cây thước ở ngoài chợ mấy chục ngàn. Nó mỏng như tờ lá lúa. Nhìn nó lởm dữ lắm. Còn món gì nữa này, đây là một cái vít đấu, một cái viêm bắn, thì cái này giá của nó là 200.000, viêm bấm mã là 528, tại vì cái nó băng này nó dài, rất là dài, nếu cái băng dài như này được bắn rất là mạnh, cực kỳ mạnh nha, của hiệu Mas ha, hiệu Mas nội địa Nhật. Hiệu Mas này là nổi tiếng về những cái dụng cụ văn phòng. 200.000 mã là 528 nha anh em, 528, 200.000 giá chưa phí ship. Rồi, cảm ơn anh em đã xem. Mọi người đặt hàng thì xin nhắn tin hoặc gọi điện thoại. Một số điện thoại 0933 119 646. Chào cả nhà, chào mọi người.